3 điểm. Và vị trí thứ tư, bạn Minh Tâm 40 điểm. Chúc mừng. Thưa quý vị, và bốn thứ hạng ấy sẽ có nhiều xáo trộn thay đổi bởi vì chúng ta còn câu hỏi thứ năm. Thành phố nào sau đây là thành phố duy nhất nằm ở hai châu lục? A. Istanbul. B. Praha. C. Cairo. Và D. Auckland. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố duy nhất trên thế giới nằm cả hai châu lục. Bước lên phía Tây là châu Âu, lui về phía Đông là châu Á. Nơi đây được mệnh danh là ngã tư của văn minh Đông Tây. A, đáp án chính xác. Có 11 thí sinh đáp đúng và 15 thí sinh đáp sai. 11 thí sinh đáp đúng được cộng thêm mỗi người 15 điểm. Quý vị thân mến, và bây giờ, giây phút hồi hộp gần kề. Hai thí sinh cao điểm nhất sẽ bước vào vòng thi tiếp theo với giải thưởng cố định 3 triệu đồng. Sẽ là hai thí sinh nào? Xin được công bố. Hồng Yến, 61 điểm. Chúc mừng! Và vị trí nhì bảng, đó là bạn Minh Tâm vượt lên 55 điểm. Chúc mừng! Chào mừng quý vị đến với vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, bạn Hồng Yến và bạn Minh Tâm là hai thí sinh cao điểm nhất may mắn chiến thắng bước vào vòng thi thứ 2 này. Hai bạn hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình, xin mời. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Quỳnh Thị Hồng Yến, em đang công tác tại công ty Việt Liên. Em tham gia chương trình Đi tìm ẩn số do có ông anh với bà chị nói người ta đi thi, người ta lấy 100 triệu, thôi em đi thi em lấy khoảng 20 thôi. Còn bạn Minh Tâm, xin mời bạn. Xin chào Thanh Bạch cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Minh Tâm. Hiện là sinh viên vừa mới tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin khán giả cho tôi một tràng pháo tay để cổ vũ lên nào. Thưa quý vị, hai thí sinh của chúng ta may mắn bước vào vòng thi thứ hai cũng đồng nghĩa với hai bạn có cơ hội nhận giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng. Giải thưởng thì chỉ có một mà có hai người. Thế làm thế nào để nhận giải thưởng? Trong thời gian 5 giây, các bạn hãy bấm bàn phím trước mặt của mình đèn sáng lên và người nào bấm nhanh tay hơn, người ấy sẽ nhận 3 triệu và ra về không cần phải quan tâm suy nghĩ đến những con số, đến những chiếc cặp nữa. Nếu các bạn từ chối giải cố định, các bạn sẽ đi tiếp chặng đường tiếp theo. Nhưng xin lưu ý, các bạn sẽ không có cơ hội nhận lại giải thưởng này sau đó. Đèn từ từ tối xuống, 5 giây dành cho giải thưởng cố định. Bắt đầu! Hãy chọn lựa và bấm bàn phím để được 3 triệu đồng. Xin mời, và thời gian đã hết. Hai thí sinh chúng ta quyết định đi tiếp. Thưa quý vị, như vậy trường hợp thứ hai xảy ra, hai bạn sẽ nhìn lên màn hình để thấy một đề toán hiển thị. Các bạn xem và tính nhẩm thật mau, sau khi đã có kết quả, bấm bàn phím đèn sáng lên. Và khi đèn sáng như thế này thì trả lời chính xác sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp bấm bàn phím nói sai, người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím đèn không sáng mà nói thì không hợp lý. Vâng, ngân hàng sẽ chào giá như thế nào trong giai đoạn này để mua chiếc cặp số 13 của bạn nhé. Alo, xin chào ngân hàng. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Đợt này ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 13 là 520.000 đồng, nên chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận à. Mời bạn chọn tiếp 5 cặp. Em xin chọn cặp số 16 à. Hoài Phương chuẩn bị. Cặp 16 sẵn sàng. Kết quả là 1 triệu 250 đồng.
Tiếp tục. Em xin chọn cặp số 17. Thu Huyền chuẩn bị. Với giá trị bên trong là 4 triệu đồng. Tiếp tục còn 3 cặp nữa. Em xin chọn số 5. Cặp số 5 xin mời Huỳnh Hồng Loan chuẩn bị. Giờ thì cặp số 5 đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem. 50.000 đồng. Wow. Oh. Tiếp tục. Em xin chọn cặp số 10. Thanh Tâm chuẩn bị. Cặp số 10 ẩn số bên trong 2 triệu đồng thôi. Quá, còn một cặp nữa. Em xin chọn cặp số 2. Cặp số 2 chuẩn bị. Xin mời bạn Phượng Quyên. Và hiển thị giá trị bên trong 7.500 đồng. Wow. Ngân hàng chào giá. Thử xem ngân hàng chào giá như thế nào ở giai đoạn này. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 13 giai đoạn này là 2.100.000 đồng. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Và tiếp tục cảm nhận sự may mắn của mình. Em xin chọn cặp số 24. Tuyết Nga chuẩn bị. Cặp 24 đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem. 1.000 đồng. Bạn Hoàng Nhân, bạn Minh Nhật vỗ tay nhiệt tình như là trong bóng đá. Tiếp tục. Còn 3 cặp. Em xin chọn cặp số 9. Kim Liên chuẩn bị. Là 25.000 đồng. Hay học 2 cặp nữa. Em xin chọn cặp số 23. Hàng chi tôi thấy cô 23 cười tươi nhất. Đó là bạn Hà Khánh. Từ từ, số 23 là kết quả bao nhiêu? Xin mời. 500.000 đồng thôi. Còn 1 cặp nữa thôi. Em xin chọn cặp số 15. Minh Tâm cùng tên với bạn. Đây là nữ Minh Tâm, đây là nam Minh Tâm. Song Tâm gặp nhau, chuyện gì xảy ra? Ai mà biết được, chờ sau 15 giây. Minh Tâm gặp Minh Tâm là 20.000 đồng. Wow. Chúc mừng, tiếp tục ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 13 giai đoạn này là 4.200.000 đồng. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Ủa? Xin mời bạn lựa 3 cặp nữa. Em xin chọn cặp số 11. Bạn Minh Thảo sẽ cho chúng ta xem kết quả của cặp số 11. Đó là 15.000 đồng. Bửu Hằng chuẩn bị. Thưa quý vị, số 8 đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem. 250.000 đồng. Còn 1 cặp nữa. Em xin chọn cặp số 14. Kết quả cặp 14 có giá trị 10 triệu đồng thôi. Wow. Không phải là 100 triệu. Ngân hàng Gia Định chào giá ngay sau đây. Ngân hàng là một tín hiệu. Chúng tôi nghe. Cảm ơn ngân hàng. Đợt này ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 13 là 9.500.000 đồng. Thì em là không nên chấp nhận. Không tại có lý sao? Do gì để mình chấp nhận khi mà mục tiêu mình đặt ra là 100 triệu vẫn còn nằm trên bảng. Em không chấp nhận. Chúng ta cùng đi tiếp.
Bạn chỉ cần mở hai cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Em xin chọn cặp số 26. Cặp số 26 cũng là dự đoán của thí sinh. May mắn số 26, đoán xem rằng chiếc cặp số 26 giá trị nào đang hiển thị trên màn hình. Từ 75.000, 3 triệu, 5 triệu, 15, 20, 25, 50 và 100 triệu. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1 triệu 200.000 đồng. Em tên là Huệ Dương, em dự đoán cặp 26 là 5 triệu đồng. Xin mời Phương Ngân chuẩn bị. Cặp 26 sẵn sàng. 75.000 đồng. Wow. Chúc mừng. Ngân hàng sẽ chào giá sau một cặp nữa. Xin mời bạn hãy tiếp tục lựa chọn. Em xin chọn cặp số 7. Xin mời thí sinh ngồi vị trí số 7 dự đoán. Em tên là Nguyễn Hoàng Phượng. Em xin đoán cặp số 7 có giá trị là 3 triệu đồng. Nếu Hoàng Phượng đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 1 triệu đồng. 1 triệu. Chúng ta thử cùng nhìn xem cặp số 7 của bạn Bảo Thi là giá trị bao nhiêu. 50 triệu đồng. Chưa chính xác. Ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, kịch tính đã bắt đầu tăng cao khi con số 50 triệu được mở ra. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng rất nhiều. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 13 là 12.600.000 đồng. Nên chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Em xin chọn cặp số 6. Cặp số 6, vị trí số 6, dự đoán. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh. Em dự đoán cặp số 6 và 15 triệu đồng. Nếu Hoàng Anh đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn sẽ là 800.000. Đúng vậy. Cặp số 6, Minh Ngọc, chuẩn bị hiển thị giá trị vào trong. 20 triệu đồng. Chưa chính xác. Kịch tính càng tăng cao, ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 13. Giai đoạn này là 15.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Khán giả nghĩ sao? Chấp nhận hay không chấp nhận ạ? Hai người bạn thân thiết. Em cũng đồng tình theo quý khán giả và hai bạn của em. Em không chấp nhận ạ. Và bây giờ bạn chỉ cần một cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Em xin chọn cặp số 4. Vị trí số 4 dự đoán. Dạ, em tên là Võ Thị Thúy. Em xin đoán cặp số 4 là 15 triệu đồng. Thúy thân mến, nếu Thúy đoán đúng, tiền thưởng cho Thúy là bao nhiêu? Hình như là 600. Đúng vậy. Thử xem nha. Kim Ngưỡng sẽ cho chúng ta xem cặp số 4 giá trị bao nhiêu. Và đúng là 15 triệu để được thưởng thôi không? 3 triệu đồng thôi. Wow. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi đang chờ ngân hàng. Xin cảm ơn. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 13 giai đoạn này là 21 triệu. Chấp nhận hay không chấp nhận? Xin mời hai người bạn thân thiết hãy cho một lời khuyên thật xác đáng. Mình còn hai cơ hội nữa là một cơ hội được 100 triệu và cơ hội được 25 triệu. Thì mình nên chơi tiếp. Tuy nhiên quyền quyết định thì dành cho bạn Tâm. Minh Tâm thân mến, hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định chấp nhận bán cặp 13 cho ngân hàng hay không chấp nhận. Em nghĩ là Tâm đang có cái gọi là cái cảm nhận hơi tốt, vậy thì tiếp tục đi. Còn cảm nhận của Tâm mà không tốt thì nên
không tiếp tục. Em sẽ nghe theo ý kiến của bạn Nhật và anh Nhân. Em không chấp nhận. Một cặp nữa thôi, Ngân Hàng chào giá. Em xin chọn cặp số 3. Cặp số 3, dự đoán. Dạ, em tên là Cẩm Lam, xin dự đoán cặp số 3 là 100 triệu đồng. Tại sao bạn nghĩ như vậy? Em linh tính hay vậy? Linh tính của bạn có bằng linh tính của bạn Minh Tâm không? Thử xem rằng giá trị số tiền trong cặp số 3. 100 triệu đồng, xin chúc mừng bạn Lan. Tiền thưởng dành cho bạn là 400.000 đồng. Và bây giờ Ngân Hàng chào giá. Bạn đã bỏ qua cơ hội 21 triệu, nhưng con số 25 triệu vẫn còn kia, và biết đâu 25 triệu nằm trong cặp số 13. Chúng ta cùng chờ xem kết quả của mình. Alo, chúng tôi nghe. Dạ, xin cảm ơn. Cặp 100 triệu mất đi nhưng vẫn còn cặp 25 triệu. Ngân Hàng chào mua chiếc cặp số 13 giai đoạn này là 12 triệu đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Đây là giai đoạn khá căng thẳng. Nếu mà mình đã mất đi 100 triệu rồi, nhưng mà mình còn 25 triệu và 15 triệu thì cứ chơi tiếp đi, biết đâu mình được 25 triệu thì sao? Mà cùng lắm thì cũng còn 5 triệu. Em không chấp nhận. Không chấp nhận. Chúng tôi sẽ mời bạn chọn một cặp nữa, và chiếc cặp này sẽ do chính quý vị khán giả chọn lựa ngẫu nhiên trong khán phòng dự đoán. Mời bạn. Em xin chọn cặp số 1. Và bây giờ chúng tôi xin mời phòng máy sẽ bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên từ tất cả quý vị khán giả có mặt hôm nay, xem ai là người may mắn. Khối 2, hàng 2 và ghế số 3. Tiếp tục lựa chọn. Khối 1, hàng 4 và ghế số 1. Chúng tôi xin mời khán giả may mắn dự đoán xem rằng chiếc cặp số 1 là 3 giá trị nào, 5, 15 hay 25 triệu. Mình là Trần Quân Công, xin đoán cái cặp số 1 là 15 triệu đồng. Xin mời bạn khán giả nữ thứ hai. Em tên là Võ Thị Ái Trân, em xin đoán cặp số 1 là 25 triệu. Bạn Trân đoán là 25 triệu và anh Công thì đoán là 15 triệu. Bạn Lê Hằng chuẩn bị cặp số 1. Mở. Giá trị bên trong là 5 triệu đồng. Anh Công và bạn Trân đoán chưa chính xác. Ngân Hàng chào giá. 5, 10, 15, 20, 0, 15 thì là 25. Ngân Hàng đã có tín hiệu, hãy chờ xem. Chúng tôi nghe. Xin cảm ơn và tạm biệt. Đây là lần chào giá sau cùng của Ngân Hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 13 là 18 triệu đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Đã đến đi tìm chơi chương trình đi tìm ẩn số thì nên mình đi tìm ẩn số cuối cùng luôn đi, nên tiếp tục. 18 triệu và 15 triệu khoảng cách cũng không xa lắm, và với 25 triệu cũng vậy. May mắn là bạn đã giữ được hai con số lớn. Hình như tôi thấy bạn cũng không có gì căng thẳng lắm. Em nghĩ thì 15 triệu cũng 18 triệu cũng không có hơn gì 15 triệu. Và em sẽ chơi tới cùng. Em sẽ không chấp nhận. Chọn khán giả để dự đoán. Hai người bây giờ sẽ dự đoán chiếc cặp số 13 là giá trị bao nhiêu trong số hai con số có mặt trên màn hình. Và nếu như đoán đúng, tiền thưởng dành cho giai đoạn này là 500.000 đồng. Chúng tôi xin mời phòng máy. 724. Chúc mừng, bạn là người may mắn. Chúng ta tiếp tục lựa chọn thêm một khán giả nữa. Khối 1, hàng 5 và ghế số 1. Và bây giờ thì xin mời ở vị trí khối 7 dự đoán. Tôi tên là Lê Đồng Ninh, tôi xin dự đoán cặp số 13 trị giá là 25 triệu.
Tôi xin đoán cặp số 13 là 15 triệu. Vị trí của người mẫu số 18 sẽ cho chúng ta xem ẩn số của cặp 18 là biết ngay là ai là người đoán đúng. Xin mời Thiên Thanh. Xin chúc mừng bạn Ninh. Tiền thưởng 500.000 đồng là phần thưởng bà đã đoán đúng. Chúc mừng. Và ẩn số cuối cùng sẽ được khám phá ngay bây giờ của cặp 13. Xin mời bạn Phương Thùy cho chúng tôi xem. Thưa quý vị, hãy chờ xem ẩn số của cặp 13 cuối cùng của chương trình là bao nhiêu. Giá trị là 25 triệu đồng. Chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, bạn Minh Tâm đã cảm nhận sự may mắn của mình, đã cương quyết cùng với hai người bạn để giữ cái cặp số 13 đến cuối cùng và kết quả 25 triệu đồng tiền thưởng. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút đầy hào hứng cùng với chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Chương trình này với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kích Tường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình đến đây và kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào, tạm biệt.